Trả lời cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của đài CBS hôm 18 tháng 9, ông Biden tự hỏi làm thế nào có thể vô trách nhiệm đến vậy khi đề cập đến việc các tài liệu mật bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Donald Trump hôm 8 tháng 8. Những bình luận của ông Biden đã phá vỡ khuôn mẫu vốn tránh bình luận về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào cựu đối thủ chính trị liên quan đến việc ông Trump mang tài liệu nhạy cảm về dinh thự sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 1 năm 2021. Ông Trump, người đang cân nhắc tái tranh cử vào năm 2024, đã mô tả cuộc khám xét của FBI được tòa án chấp thuận mang động cơ chính trị. Tổng thống Biden cho hay, ông không hỏi chi tiết cụ thể những tài liệu đó vì không muốn liên quan đến việc liệu Bộ Tư pháp có nên hay không nên thực hiện những động thái nhất định mà họ đang cân nhắc. Tổng thống Biden nói thêm, ông cũng không can thiệp vào việc Bộ Tư pháp nên làm gì cũng như gợi ý đến vấn đề truy tố. Theo hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp cho biết họ đang điều tra về việc ông Trump bị nghi mang tài liệu ra khỏi Nhà Trắng vì cho rằng ông đã giữ bất hợp pháp các tài liệu, bao gồm một số tài liệu liên quan đến việc thu thập thông tin tình báo và các nguồn tin mật, một trong những bí mật vốn được bảo vệ chặt chẽ nhất nước Mỹ. Giám đốc cơ quan tình báo của chính quyền ông Biden cũng đang điều tra xem liệu việc tiết lộ thông tin trong các tài liệu đó có gây rủi ro an ninh quốc gia hay không.